Nhưng mà tôi vẫn không hiểu tại sao anh thuê tôi làm việc này. Tôi thấy vợ anh là một người rất là tốt, cô ấy rất là yêu anh. Hy vọng là tôi không giúp anh làm việc xấu. Chị có nghe Vĩnh nói, hôm bữa chị có gửi một lẵng hoa và một bó hoa cho em, nhưng mà con bé trợ lý á làm em hiểu lầm chị. Chị xin lỗi em nha. Chị với Vĩnh á rất là trong sáng, chị chỉ có trong tối với chồng Tây của chị thôi. Hả? Chị có gia đình rồi hả? Ừ. Nếu mà anh vậy thì ngại quá. Người xin lỗi phải là em mới đúng. Xin lỗi vì đã hiểu lầm chị. Không có sao đâu. Xin lỗi ông xã. Cùng là phụ nữ, chị hiểu mà. Ai cũng có máu ghen, đúng không? Mà chị với lại chồng em thân lâu chưa? Sao em không thấy chồng em kể gì về chị hết vậy? Thân từ hồi ở truồng tắm mưa dưới quê lận. Hả? Thân như vậy nhưng mà tại vì chị đi nước ngoài á nên mất liên lạc luôn. Ủa mà chị làm công việc gì vậy? Em thấy chị ăn mặc sành điệu quá trời. Hơn nữa lại có trợ lý. Bộ chị làm doanh nhân hả? À không, chị theo mấy bà bạn buôn bán bình thường thôi. Nhưng mà chồng chị á, ổng giỏi dữ lắm. Ổng là giám đốc á. Ổng hay đi công tác ở Việt Nam nè. Đợt này á, ổng công tác ở Việt Nam hơi lâu nên chị tranh thủ chị theo ổng để về quê thăm quê luôn. À chết rồi, chị có hẹn đi gặp đối tác với chồng mà chị quên mất. À dạ không sao đâu. Nếu như mà chị bận á thì chị cứ đi đi, công việc quan trọng hơn mà. Vậy à, lần sau hẹn hai vợ chồng đi ăn để tôi bù lại nha. Đừng có buồn tôi nha. Bà đúng là chứng nào thật đấy. Thôi đi lẹ đi, không để chồng ghen là khổ đó. Nhưng mà lần sau á đi ăn á là Mỹ Tâm mời, Vĩnh phải dắt vợ theo đó nha. Nói được là làm được nha. Bận gì mà cứ bận hoài. Anh thiệt là, lỡ như chị bận vì lý do gì đó chính đáng thì sao? Vậy thôi chị đi cẩn thận nha. Rồi bye bye. Xin lỗi ông xã, vì đã hiểu lầm ông xã nha. Anh hiểu mà. Thì do em thương anh, yêu anh cho nên mới ghen như vậy, có đúng không? Anh nghĩ từ nay vợ chồng mình sẽ tốt. Em đói rồi, hay là mình đi ăn cái gì đó thiệt là ngon đi, lúc đó mới có sức đi khám được. À tí nữa anh chở em qua shopping với mẹ Quỳnh nha. À, anh có gì phải ghé cô quay. Em đi taxi được không? Dạ được. Vậy giờ mình đi kiếm gì ăn nha. Cô làm tốt lắm. Đây là thù lao của cô. Cảm ơn anh. Cái gì gọi lại tôi nha. Nếu cần thì tôi sẽ gọi. Tôi có lưu số của cô rồi. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu tại sao anh thuê tôi làm việc này. Tôi thấy vợ anh là một người rất là tốt, cô ấy rất là yêu anh. Hy vọng là tôi không giúp anh làm việc xấu. Thế ta người chiều yêu thương, quay mắt và tim anh nhìn khác hơn. Ta có hay không trời riêng?